Thế là... vừa qua nhà bác Long đi đến đậu xe ở ngõ nhà anh Phương là nổ một phát ở đây xuống luôn, là hai cái nhà này là hủy chôn chôn cho nó mặt, đúng mắt anh nhìn thấy luôn, sợ sợ anh mới còn hốt đi bây giờ. Vâng. Còn bay kéo sang bên này hết, thì cái quan tài của ông cũng ở với ông ở một chỗ luôn, cả thóc cả thiết ở đây, thóc rồi rồi xong quan tài này xong quần áo chăn màn, từ bát ăn cơm ông ấy ở một đống với ông mà. Vâng. Hôm máy múc lên mới thấy được, lúc mình lúc đấy hốt quá với anh em ở đây, với anh Phương này, với bố ấy bên kia này, vườn xia ở ngoài này, vào đào vào là thấy ông cái ý hình long này nó đậy, nó gù gù, nó có làm được cái gì đâu nha, kia bụng đấy, nó nghe thấy bên đó nó gọi mình mới chạy từ đây lên. Đầu tiên thì hốt hết rồi, xong bắt đầu đi làm một con dao và chặt bắt đầu lôi, thấy thì thấy đầu ông thò ra, bắt đầu chạy đi mượn mấy cưa về cắt. Con đứa con gái đó ở nó lấy chồng ở làng Nủ nữa cơ, hôm đấy anh đã nóng được không ở bản. Ôi, con gái ở bản này có cái đám ở bản mình này, ở Bắc Long ở chú Long mất thì lại anh là trưởng thôn, anh là phải đứng thì nghe tin mà nó nói vào bảo ôi ôi làng Nủ bị xóa sổ hết rồi. Vâng. Em bà chết rồi, đứa con gái lớn anh ở bên kia. Hai, xin chào quý các bạn nhé. Chào mừng các bạn nào quay trở lại với Ado TV các bạn. Một nội dung nữa mình truyền tải lên kênh các bạn. Hiện tại thì mình đang có mặt tại bản Mai Thượng của xã Xuân Hòa mình các bạn nhé. Và ở đây thì một cái cung đường trước đó thì đi lên bản các bạn, nhưng mà hiện tại thì không ai có thể đi xe máy hay gì qua đây nữa rồi các bạn. Ở đây thì có hai ngôi nhà gần như là hiện tại là đã bị biệt lập các bạn. Một bên là cái khu mà sạt lở chỗ nhà bác mình ấy, hôm rồi mình cũng truyền tải là bác mất đấy các bạn, và một bên là hiện tại là sạt như thế này. Đó, mình sẽ cho một chút hình ảnh trên cao cho các bạn cùng xem các bạn. Hiện tại thì đang có hai ngôi nhà đang biệt lập ở đấy các bạn nhé. Bây giờ thì chúng ta sẽ tìm đường xuống đấy để hỏi thăm xem ở đấy sẽ như nào các bạn. Hiện tại thì cái khu vực này này, đó, các bạn có nhìn thấy không? Nó rất là sâu luôn. Bây giờ thử tìm cách xuống đây xem. Nó sâu khoảng tầm... mình xuống đây cho các bạn xem nhé. Hợp thì xem có xuống được không. Ây da, không có đường nào để vào ở từ, đi từ trên này ấy. Này, các bạn có nhìn thấy nó sâu như nào không? Sâu dã man luôn. Úi dồi. Ấy, nó phải tầm phải 4-5 mét các bạn. Nó sập xuống mà. Đang cái đường rất là to, nó sập xuống. Em ơi, xuống đây được không? Đi, đi xuống đây. Ôi dồi. Này các bạn, các bạn có nhìn thấy không? Cái đường này, bê tông nó dày như thế này cơ mà. 20 phân, 2 30 phân mà nó gãy đứt làm từng đoạn này luôn. Đây này. Ôi dồi. Cái này trẻ con mà tụt xuống đây là không lên được đâu nhá. Vì rất là cao này. Nó sâu như này cơ mà. Ố, không biết làm nào qua đây được đây. Nào, đưa anh cầm cho. Này, cho các bạn cùng xem. Trước đó nó là một con đường các bạn, nhưng hiện tại thì ui ồ. Ui, cái này sao đi đường. Ôi giời. Xuống kiểu gì nhỉ? Mình đang định tính vào cái nhà bên kia các bạn này. Khả năng là đi dọc chỗ này. Nhìn kinh khủng khiếp không? Đi xuống đây được không nhỉ? Đi xuống đây em ạ. Đi ven cái chỗ này. Mình sẽ vào trong hai cái nhà để hỏi thăm xem các bạn nhé. Hiện tại thì ở trên mình không mưa nữa các bạn, nên là mọi người có thể về nhà ở rồi các bạn. Mình thấy vừa rồi lúc mình bay flycam thì có người ở rồi. Ôi dồi ôi, nó hở hàm ếch này. Cái này những vết nứt kinh khủng luôn. Ồ, này cái đường bê tông nó bay xuống tận dưới kia cơ mà. Dã man. Ở đây có vết đường đi của người ta.
ở bên đằng xa xa kia có cái suối ấy các bạn, nhưng mà hiện tại nó đang tạo thành một cái hồ xanh xanh ấy. Ừ, trước đó một cái nhà nhưng mà hình như là người ta không ở nữa. Này nó tạo thành hồ xanh xanh đằng kia kìa. Sợ chưa? Kinh khủng khiếp. Mình sẽ sang hỏi thăm xem các bạn nhá. Xem ngôi nhà ở đây. Ôi nhìn nguy hiểm này sao mà mọi người vẫn dám ở nữa. Đây có đường sang. Ui dồi này. Cả cây cây tre. Một cả cây tre lớn như thế này mà nó cũng sụp xuống này. Ôi dồi. Này con người xuống đây thực sự là nhỏ bé các bạn. Kinh khủng khiếp. Mình sẽ hỏi thăm xem nhé. Đây, cái này thì làm sao mà dám ở nữa. Trên này có một ngôi nhà các bạn này. Ôi dồi. Có ai ở nhà không? Cô. Ô. Dạ vâng. Thế nhà mình bị sạt này mà vẫn. Nhà mình bị sạt nhiều này mà vẫn ở đây à? Nhưng mà trời nắng cũng được, không có chỗ ở, không có đi, trời mưa thì chạy ra ngoài kia. Dạ? Trời mưa thì chạy ra ngoài kia, trời nắng thì lại về nhà. Trời nắng về nhà? Vâng. Trời mưa đêm nào cả ban ngày ban đêm thì chạy ra ngoài kia. Cứ trời mưa thì ra ngoài kia. Vâng. Nhà nó nứt hết rồi. Thế à? Thế là trời mưa là mình đi ở đâu đấy ạ? À? Đi ra ngoài kia có mẹ em cô lấy chồng ở ngoài nhà à. Gần bà Mai, gần đường ấy, đấy. À. Ở đấy ở. Vâng. À. Thế là cứ mưa là chạy thôi, còn nắng vâng. Thì lại về nhà ở. Vâng. Cái nhà trên có ai ở không ạ? Dạ không, ở trên là nhà bác thì bây giờ bác ở trên đều. À, có nhà cũng không dám ở đâu đúng không? Dạ vâng. Thế hôm nhà bác Long là... Vâng, cũng cùng ngày đấy, cũng là... Cũng ngày đấy vâng. Sập luôn à? Cũng mùng 9, tháng 9. Vâng, cũng cùng một ngày, cũng cùng một giờ luôn. Đây cũng 12 giờ, đi 6 phút ở bên kia cũng thế, cùng... Nó úp một cái là xuống luôn. Úp một kêu to lắm, cứ tưởng... Cô cứ tưởng là ở trên thác nó sạt thôi mà nhìn ở trên không thấy là ở bên này. Xuống xong cô chạy ra xuống dưới kia lại bên trên, bên kia là nổ luôn. Vâng. Vâng. Dã man. Cái đường này cũng hỏng hết rồi, bây giờ kiểu gạo giờ... bấy đi xong lại... Đất nó là nó lấp qua đây chứ nó hở bằng này bên dưới kia rồi. À mấy cái chỗ này nứt hết trong nhà đấy ạ? Vâng, nhà nó nhìn thấy mà. Nó nứt chỉ nó nứt bé nứt hết. À nứt ở trong nhà luôn. Vâng, nứt ở trong nhà rồi. Dạ vâng, để cháu lăn quanh. Cháu đi ghi quanh nhà xem. Ở đây thì hiện tại là có đường vào hay là mình phải đi bộ ạ? Có đường. Bây giờ thì đào được cái đường bé bé ở dưới nhà chú ấy lên. Vâng. Hôm nọ chú làm lại. À chào anh YouTube. Xây... Chào chú. Ừ. Không này cái đường kia vào bây giờ nó lại sập tiếp thì không có đường về. Dạ vâng. Mình bỏ từ đường nào xuống đây đi. Cháu đi đường này nhưng mà nó sâu dã man. Có cái lối đây, có cái lối vâng. Của anh đi xem nước ấy. Có cái vết chân ấy. Vâng đúng rồi. Ông màn nó nổ như kiểu mình nó xuống nổ như bình đấy ạ. Nổ kiểu màn luôn, nổ phát từ đây phát vào đây. Cái đêm hôm ấy là anh bị kẹt ô tô đây này. Ba giờ đêm ấy. Thế là ô tô bị kẹt ở đây à? Ờ, ô tô bị kẹt ở đây, trong bắt đầu thấy bùm phát này là nhẹ rồi, nó đánh xuống. Anh xuống đây anh hai vợ chồng bà bới ô tô từ 3 giờ đến 6 giờ sáng thì lấy được ô tô ra đây. Thì anh chạy xe vào đây. Ông à. Sáng dậy về 6 giờ đi hộ ông anh chuyển đồ trên kia về nhà này. Ở trên này là có bị sạp gì không? Nó nứt thì nứt thế này đi. Nứt bên cạnh luôn. Nhưng mà như thế làm sao dám ở nữa. Ê mưa anh được chạy mà. Đây này thế... nó nứt rồi. Nứt trong nhà luôn. Đây này vào trong nhà nứt trong nhà luôn này. Thế nó nổ cái nổ kia nó mới nứt đây thôi. Nó sạt đằng sau nó không nổ này đâu. Nhìn như mít nứt như này thôi các bạn. Nhưng mà nguy hiểm lắm. Cái này thì làm sao mà nó nứt thành hướng dài luôn mà. Mưa là chạy mà biết đi ở nhờ hàng xóm cũng ở được mái nhà mình cứ có rồi. Vâng. Thế ngoài trước mặt có bị không? Ở đây có không. Nhìn thấy nhà bác ấy luôn không? Không thấy.
Có cái đường thì thế này đi nhìn thấy luôn mà. Anh vào cái đường bên đấy để lấy xe về. Ê không nghĩ. Nói 11 giờ nổ văn cái này rồi anh thấy nổ cái này xuống anh sợ quá anh mới đánh ô tô chạy vừa chạy đến nhà anh Phương đi qua nhà bác Long đi một tí. Thế là... vừa qua nhà bác Long đi đến đậu xe ở ngõ nhà anh Phương là nổ một phát ở đây xuống luôn là hai cái nhà này là phủi chôn chôn cho nó mặt đúng mắt anh nhìn thấy luôn mà sợ anh vẫn còn hốt đến bây giờ này. Vâng. Nó nổ to quá bùng một phát là thấy tối mịt là thấy xuống mấy lúc đấy gần 1 giờ trưa đấy lúc bên này nổ hơn bên này thì hơn 11 giờ thôi. Vâng. Nổ xong bọn anh thấy này sợ quá anh mới đánh ô tô chạy đi bước chạy đến cái chỗ nhà bác Phương kia là chắc chưa được 2 phút đó nếu mà mình đi chậm một tí nó còn chôn cả mình cả ô tô luôn rồi. Vâng. Nổ cho một phát anh thấy cái gì nổ to đấy quay nhìn phát rồi thì điên xí từ trên này xuống là đây ôi tích tắc rồi nhanh thật đấy thì chôn vùi cả hai ngôi nhà nhà bác luôn. Ừ, một lúc rồi chắc chưa được phút đó thấy đi xuống tận khe rồi dã man nổ một phát là thấy nó nổ cả cây cả nhà thế đấy nó trộn như kiểu trộn bê tông nó xuống nhảy dã man. Vâng. Sợ chưa? Giờ vẫn còn hốt mà. Anh. Bây giờ ở đây thì mình chắc là ở tạm thôi hay là sau này cải tạo như nào? Tôi không biết được bây giờ cũng có cho đi cứ ở vậy. Ở vậy trong mưa là chạy xuống đi ở nhà anh em thôi. Vâng. Mưa thì không dám ở. Mưa thì không dám ở. Bây giờ nó đang nứt hai bên này, cái giữa này cũng nguy hiểm. Thế này nó còn nứt cả lên được tường. Nó anh nghĩ ở dưới nó bị gì ấy, nó nổ bên này này. Còn nổ như bên nhà không? Chú Long kia thì chắc nổ cho chú Long kia thì chắc nó không xuống đến đây. Có dùng không biết đây này. Nó nổ theo cái đường này đây này. Nó phồng lên đây này. Này, nó nổ phồng lên. À bây giờ gõ cái này. Đấy. Nó nổ lên đây mà. Đây. Nó nổ theo đường này lên này. Đây. Nó bây giờ nó mới rỗng ở dưới rồi. Đấy nó mới nổ xong nó mới nứt này. Không sao thế nó phồng lên. Cho ra nước ở đây. Ra nước ở đây luôn à. Ê. Nhìn những cái cây này, cây to cái tre này là từ chỗ nào xuống ấy chứ? Nó ở ngay đầu ngay đây này. Cái bụi tre. Đây. Đấy bới cái ô tô phát là đang bới cái tô vừa đi phát là cái bụi tre nó sập xuống vào đường đúng chặn đường luôn. Cái này không đi nhanh cái cây này nó rầm xuống đổ vào người cũng sợ này. Đi là lúc mắt chứng kiến là bắt đầu đang ăn cơm trưa thấy nó đứt đi rồi nó nổ phát là nó đứt xuống bắt đầu anh chạy. Cái này nó xuống thêm chứ nhỉ anh nhỉ? Hôm rồi là cái này là sau đó lúc nó nổ xong ui nó chạy nhanh lắm. Nó nổ phát ra nó xuống dưới kia luôn mà. Vâng. Cái đoạn trên kia hôm rồi em thấy nó thấp mà bây giờ nó xuống sâu hơn hay sao ấy? Nó tụt thêm mà, nó thêm nhiều. Tụt thêm nhiều ấy. Hôm đầu tiên đi nó chỉ có tầm 2 mét thôi, hôm qua đưa cái ông đi đeo đạc hơn 5 mét mà. Hơn 5 mét đúng rồi. Vừa rồi là nhảy xuống nó cao như một cái nhà cơ mà. Ở dưới này bây giờ toàn hở hàm ếch hết rồi các bạn. Thế này thì hôm nọ bây giờ nó kín lại ở đây này nên nó bể hở to này mà cho cái té này xuống. Đây này. Vít nổ nó đây này. À. Đây này. Bây giờ mình đi nhiều rồi thì nó đất nó trận mưa đấy nó lại lấp lại. Ôi hôm nó nhìn thấy trắng bốp như kiểu có cái sét nó đánh chạy qua ấy. Vâng. Đây trắng từ bên kia sang đây này. Đấy. Đây vòng đúng trước chân cầu thang luôn. Thế thì cái chỗ này là nó bị nứt rồi, sau này nó chắc nếu mà dưới nó bị ảnh hưởng. Nếu mà mưa nhiều. Cái khe theo cái bê tông này xuống như kia là lúc bọn anh chạy đi anh quay lại về xem ấy là nó đẩy cái tấm này ngả ra hở thằng 3 ngón tay mà cho mưa nó lại lấp vào. Bây giờ đây này không phải đùa mà đây bây giờ vẫn còn chỗ này mưa không trúng vẫn hở bình thường. Chưa kín được đâu mà. Bây giờ là hai ngôi nhà của anh đây. Là bị cô lập đây này nó bị nứt đây này. Đây này nó vẫn đây nó hở hết bây giờ mưa nó lại khép vào rồi nó hở hết chỗ này ở cái mép này hở hết nó bở bể ra hẳn này. Vâng. Dạ. Bên dưới cái bao tải cái lên đây. Ê, nhà bây giờ đang tranh vênh như này thì. Nhà như thế này có phải ít tiền đâu mà chuyển đi nó có ít tiền đâu. Mà phá đi ấy, như này mà. Tiếc không chứ bao nhiêu. Cái nhà này trước làm hết khoảng bao nhiêu tiền vậy ạ? Cái này tính nó vào hơn 400. Đấy, hơn 400 triệu. Ở quê như thế là nhiều rồi các bạn. Hơn 400 triệu ấy, cái này. Anh còn gom mấy năm mới làm được ấy, làm một lúc lấy đâu ra tiền. Vâng. Giờ thì không biết đi đâu. Mưa thì chạy ra từ ngoài chỗ cổng ủy ban ấy, chỗ nhà em gái ở nhờ đấy. Vâng. Nắng thì về, như hôm nay xem thời tiết nó tạnh thì về. Nhưng mà mưa cái ấy. Tính phương án lâu dài là đây hơi nguy hiểm. Đúng rồi, phương án lâu dài thì không biết nó sẽ ra sao thôi.
cứ vậy ở vậy tạm xem. Anh thì bây giờ cần có mỗi chỗ này thôi, ở trên kia cũng cao, trên kia nương ở trên kia cũng cao, bây giờ cũng nứt hết rồi. Ở trên kia vừa rồi em xuống là theo cái đường ấy nứt hết rồi. Cái đấy giáp... cái nứt tột bậc ấy là nương của anh đấy, ruộng ấy còn cái gì nữa đâu. À. Trước chú ấy đi quay ở đấy đây. Vâng. Đây. Giờ đấy tụt tụt cái bậc ở ruộng ấy là của anh hết mà, hỏng hết ruộng, bây giờ thành nương rồi. Tụt gãy hết. Có ruộng dưới này được 25, 26 bao mà con này. Ô, cái đường lên nhà bà ấy là cũng tịt luôn rồi à? Thì kìa, tôi chặt. Nhà anh Thi tịt luôn rồi à? Nó, mình đi bộ vẫn được nhưng mà nó đổ bên đó bê tông rồi, nhưng mà bây giờ là cái đồi kia chạy xuống vùi hết đường bê tông này. À. Thì kìa, giờ nhìn thấy. Bây giờ chỉ còn mỗi cái đường này sang bên kia còn thông. Đi chỗ nào cũng tắc đường, chỗ nào cũng sập các bạn. Rồi, để em vào xuống đây một tí. Đấy, xuống cái kia xem. Xuống cái kia xem đoạn này coi. Nó còn sợ đấy, chỗ đấy vì nó vẫn đang xuống mà. Chỗ này vẫn đang xuống á? Ừ. Anh đi qua chỗ đấy anh tầm chạy. Đi, đi qua đây tầm chạy à? Ừ, đi ra trên chạy rồi. Thế nhỉ? Không nghĩ là... không nghĩ là cái chỗ này này, cái không nghĩ chỗ này với chỗ nhà Bắc Long là nó bị sạt đâu, vì chỗ ấy thấp. Tưởng chừng là những cái nơi mà nó thấp thấp ấy, cái ta ly thấp ấy mà nó lại sụt các bạn ấy. Có những nơi cao thì không thấy nó sụt đâu. Đó, với lại là có những nơi toàn là cây to cơ, không phải là do phá rừng hay gì cả. Chỗ nhà chú Long kia có phải là đâu có mấy bụi tre to lắm, mấy bụi nứa to đấy, nó bây giờ nó đủ xuống dưới đấy nó chết ở đây khô đấy. Đây. Để xem thấy mà. Chết rồi, xe chú bỏ đi kia. Rồi, để tí đi bộ lên thôi. Này, khu vực đằng trước mặt chúng ta này. Đấy, nó vực này với vực này chạy đúng, vực nào bên nào cũng chạy xuống suối mà. Bây giờ anh mình cô lập ở giữa này. Đúng rồi, vừa rồi em bây giờ cảm là tụt hai bên là hai cái nhà đang cô lập ở giữa. Hai đầu thấy nhau ở dưới kia mà. Đấy. Cũng có nhà anh với nhà anh khởi tí kia đây. Cô lập hai anh em ở giữa. Nhà chú Khởi, nhà anh chú Khởi bây giờ chuyển lên trên kia ở rồi à? Chuyển lên trên kia ở làm lều thôi, nhưng mà cái kia bây giờ cũng nứt hết rồi. Trên đây cũng bị à? Đoạn đấy cũng kia, bị à? Cái kia cũng nhà xây luôn, nứt hết. Ôi. Ông này ở đây cô lập mà. Cái hôm đấy anh còn đi chuyển gạo về, chuyển thóc về dây hết mới bị, chứ bây giờ thóc ông phải vác đi bộ, đi sắt. Vâng. Đây này các bạn này, nhìn thấy cái khu vực này chưa? Nhà chú Long là ở đây này, mấy cái mỡ này. Mà nhà ở đây. Trước mấy cái mỡ này là nhà của bác mình ấy các bạn. Nhà... đấy, mấy cái mỡ siêu siêu kìa. Mấy cái mỡ này, hiện tại là chính xác từ mấy cái mỡ ấy, cao cao kìa. Là nhà đấy bên nhưng này, mà... bên này mới nổ to. Bên nhà anh còn nổ bé, bên này mới nổ to. Ui, bên này anh đang đỡ ô tô bên kia mà. Nổ bùm ngoài nhỉ. Bùm một phát là thấy tiền xin à. Em thì lên trèo lên đây quay à. Trèo lên đây đi. Đi được mà, nó không tụt đâu. Không tụt đâu mà. Bây giờ nó khô rồi. Nó khô rồi, không tụt đâu. Đây, bây giờ hiện tượng bên chỗ này bây giờ anh thuê hết 3 triệu dưới đào thông từ bên kia về. Trận nó lại xuống tiếp à? Trận mưa hôm qua đây nó lại xuống này. Ôi rồi này. Mất tiền công này này. Các bạn nhìn thấy bên dưới này không? Vừa làm được cái đường thông xe nhưng mà hiện tại là mưa nó lại đùn xuống tiếp rồi. Xá hỗ trợ này mà không nóng dột cá không chở được. Khơi tự bỏ tiền ra khơi hết 3 triệu dưới đấy. Trận mưa qua nó lại xuống như cú luôn. Anh có chỗ qua chỗ này anh còn sợ mà. Lúc nãy đi nó còn đang nhúc nhích nhích xuống chỗ này. Đây này bây giờ nó có nước, nó vẫn nước chảy mầm này, nước có ngầm này. Đi qua chỗ này anh cần chạy nhanh. Sợ lắm đó. Mẹ nó đang xuống mà đang xuống từ kia. Nhìn thấy bao nhiêu trường hợp đấy, có phải ít đâu. Đấy, trước mắt chúng ta là hôm đây là bác Long ấy thì anh có ở đấy chứng kiến không? Anh đi bới ông ra luôn đấy. Cùng hộ nhau bới luôn à? Anh chính anh tay anh bới anh lôi ông ra luôn đấy. Anh từ cầm dao để cầm mấy cưa các kiểu luôn đấy. À. Anh bởi vì là anh vừa mới qua xe ô tô anh vừa đây đi anh đi đậu nhà anh Phương kia vừa quay phát là nó đổ ấy, nổ phát là anh chạy quay lại anh bảo chơi ô nhà này đi đâu hết rồi chứ bắt đầu thấy cho Long nó đứng dậy ở đấy. Thì thấy ông bị vùi ở dưới cành cây xoài với mấy cái tấm ván ấy, ông kêu ý ở đấy. À. Long nghe thấy nó bảo ơi ông ở đây. Thế là kìa nên anh đưa chú đi tận cảnh chỗ nội chỗ anh lấy ông ra này.
ông bị lấp ở tận đâu? Ở nhà tận trên này các bạn. Làm cứ nhặt tiền xong máy quay đi hôm một chứ hôm qua nó làm phát trả lại hết. Bây giờ này, khu vực này hiện tại đang có cái nguồn nước, mạch nước luôn này, tạo thành cái suối, cái khe nước bé bé luôn này. Mọi người có thấy không? Nó vẫn đẩy xuống thôi. Đấy, đang xuống. Chứ hôm qua mưa to ấy, nó xuống nhiều. Cái thế mình để nó ổn ổn, bảo mất tiền không việc phải cầm lại. Đây này, ông bị vùi ở cái chỗ... Cái chỗ cây này à? Cái chỗ đất sạt xuống bên cái lá cưới kìa. Vâng. Thế là nó đủn cái nhà từ đây bay. À, thế là nó đủn bay chéo luôn sang đây. Chéo. Nhà toàn bay chéo sang bên này hết. Đây, cái quan tài của ông cũng ở với ông ở một chỗ luôn. Cả thóc, cả thiết ở đây. Thóc rồi xong quan tài này, xong quần áo, chăn màn. Từ bát ăn cơm ông ấy ở một đống với ông à. Vâng. Hôm máy múc lên mới thấy được lúc mình lúc đấy hốt quá với anh em ở đây với anh Phương này. Với bố ấy bên kia này, dồn xe ở ngoài này nữa. Vào đào. Vào là thấy ông cái đi ý ở lòng này nó bị bệnh, nó gù gù, nó có làm được cái gì đâu. Thế là kia là bụng. Đấy. Nó nghe thấy bên đó nó gọi, mình mới chạy từ đây lên. Đầu tiên thì hốt hết rồi xong bắt đầu đi làm con dao và chặt. Chặt bắt đầu lôi thấy thấy đầu ông thò ra bắt đầu chạy đi mượn máy cưa về cắt. Cắt xung quanh là mọi người giữ người cắt cho bắt đầu lôi ông ra được thì ông vẫn nói chuyện với mình bình thường mà mình còn bảo là chú ơi không sao đâu bình tĩnh cháu đang cứu chú thế mà đưa ra chạm mà ông mất. Chắc là bị kẹp dập phổi hay ông ấy chảy máu tai ra với chảy máu mũi. À chảy máu tai chảy máu mũi à? Ừ. Chắc là ông bay xa quá ông bị đập nhà sàn nó ở một tầng trên cơ mà. Tít trên này bay tính đấy, trên đây, đây nó phải tầm nó phải tầm 60 mét các bạn. Bay xuống gần đây mà. 5-60 mét. Chôn đúng cái vùi này. Mấy toàn ván với là ấy thôi, ván với cái cành cái xoài cái... là đè vào người hết. Đè vào người. Xong hôm qua hôm kia anh lấy máy vào đào để đường vào nhà thì cái bới chỗ này ra cả tải thóc này cả quan tài của ông ở đây cũng ở gần ông luôn. À hôm qua bới ra thấy đấy à? Đây, đây này, quan tài này. Ở đây luôn. Nó có định vùi vào đây mình bảo đừng có vùi nhá, em nhớ ông ấy tìm ấy đốt cho ông ấy. Đúng rồi. Chợ của ông ấy tức là lúc làm thì gọi hồn ông ấy vào đấy rồi ông quản rồi chứ ông ấy đòi. Vâng. Mà nó định vùi vào đây mình mà không cho vùi. Vâng. Chỗ này có thóc gạo. Cái chỗ này hiện tại là tạo thành cái mặt bằng này nhưng mà không ai dám ở đâu các bạn, không ai dám ở nữa. Vì trên kia nó vẫn còn kiểu gì nó cũng xuống. Này chỗ này mưa to nó vẫn xuống nhưng mà anh kiểu anh nóng lòng quá không có đường vào ấy, anh ấy làm tạm vào. Thế là vừa làm được 2 ngày á? Thế thôi. Ngày đấy làm xong vừa giặt tiền trong máy quay đi là trận mưa hôm qua nó làm phát mưa trưa qua rửa về như cũ luôn. Vâng. Để anh nghĩ là anh gửi xe ô tô bên kia anh sốt ruột quá kiểu nó chiếm diện tích của người ta anh cũng kiểu để đấy nó bất tiện anh cũng lấy dọn. Ôi nhưng mà lên chỗ đường nhà anh nguy hiểm quá. Nhưng mà anh nguy hiểm thì anh vẫn thấy thôi, anh thấy nguy hiểm thời tiết nó không ổn là mình lại chạy thôi. Vâng, chỉ sợ là lâu nó ngấm nước ấy. Bây giờ cái nước nhà anh trước nó ngấm phát là nó xuống đến này là anh dẫn cái nó ra ngoài kia. Bây giờ nước uống của anh ấy. Vâng. Về mà ngồi này nó đi nó chỉ đến chỗ bể nhà tắm nhà anh không nó đi đâu hết không biết. Vâng. Nó ngấm xuống nữa hết là nó không thấy ra đến đường. Vâng. Để đi lên trên đi. Ở bên kia ở bên này nó nổ một phát trong cái này nó mới còn cái này nó đi sau ấy. Nổ phát nó đi sau. Nó còn lúc nó nổ phát là nó đi nhanh lắm. Bà hai cái ao cá ở đây nổ xong lúc anh thấy nó nổ phát là anh đứng ở chỗ cái gốc cái nhội. Vâng. Nổ phát anh đứng ở đấy anh nhìn bắt đầu thấy nó lao vù vù đứng chỗ này là anh không dám nhìn anh chạy đến đầu nhà bên kia xong thấy nó chạy xuống vực cái ầm ầm rồi anh quay về thì thấy cá bay hết ở đường cá chấm cá chép bay theo đường đầy hết mà. Vâng. Nó nổ cái ao này nó mình bảo đất tụt lên đi mà nổ to thế nổ như kiểu mìn ấy. Sợ thật đấy. Chỗ nào cũng thấy nổ nhiều toàn đấy, anh hai đầu nổ độc nổ bé đầu này nổ đấy nổ. Cái nhà anh hiện tại là đang cô lập hoàn toàn đấy, nếu mà không làm cái đường này là cô lập hoàn toàn đấy. Đây nhưng mà nhìn thấy cái chỗ này nó đùn không, nước đất vẫn còn nhem nhép này này, toàn nước toàn bùn thôi, kinh khủng.
Hôm nay con đứa gái nó ở, nó lấy chồng ở làng Nủ nữa cơ. Hôm nay anh ra nóng được không? Ở bản. Ôi, con gái. Ở bản này có cái đám ở bản mình này, ở Bắc Long, ở chú Long mất thì lại anh là trưởng thôn, anh là phải đứng chủ trì cái đám cho ông. Vâng. Thế xong mà bắt đầu đang làm ghi sổ ở chỗ bái đám thì nhà học ấy. Vâng. Thì nghe tin mà nó nói vào bảo ôi ôi làng Nủ bị xóa sổ hết rồi. Vâng. Nên bà chết rồi, đứa con gái lớn anh ở bên kia. Bắt đầu là anh mới ghi sổ được một lúc chưa chưa, và anh chạy một mạch từ đấy đến nhà ông Trinh. Anh bỏ xe đấy, anh đi bộ từ đấy ra tận cầu Chuân. Để gọi điện thoại đúng không? Gọi điện thoại, gọi được. Ôi dồi, gọi xong, gọi được phát, không phải con mình không dính, mình anh khóc hết cả nước mắt hôm đấy. Thế là ở cũng làng Lũ đấy luôn à? Làng Lũ nhưng mà nó ở bên này. À ngoài. Nó lại không ở trong thung lũng đấy. Ở trong ngoài đúng không? Ở trong ngoài này. Anh tưởng là bên mình đã bị thế, còn bên kia con gái bị vùi nữa, không biết anh không biết. Không biết như nào. Còn sức để mà chống đối nữa với cái sức khỏe của mình nữa. Nhưng mà gọi được phát là ôi dồi, gọi trong phát là điện thoại sơ mua luôn mà, bởi vì không có điện nữa, không có gì sạc ấy. Vâng. Đúng là còn 1% pin nữa là gọi đúng, gọi xong phát là điện thoại con tắt nguồn luôn. Vâng. Xong là cô lập. Còn cái đứa ở chỗ ở ký túc ấy thì đúng 14 ngày không liên lạc được với nhau, đứa lớp 10 ấy. Không liên lạc được. Không liên lạc được. Cũng có cách nào liên lạc, đi không được, nó ngập hết rồi đi đâu. À. Cứ tưởng là bên này cũng mất, bên kia cũng mất, nhưng mà quá ra nhà mình vẫn còn may so với người khác. Đúng rồi, so với làng Lũ thì nó kinh hoàng hơn nhiều. Làng Lũ bị xóa sổ mà lại không dính con gái anh đấy, anh mới bảo anh vẫn còn may đấy. May mắn. Hiện tại là tính hiện tại là 67 người chết và mất tích, còn 9 người chưa tìm thấy. Đấy. Anh cũng xem thông tin liên tục mà. Vâng. Xem liên tục thấy cả con gái của anh cũng lên hình ở đấy. Vâng. Anh bảo ở đấy xong việc anh cũng sang bên đấy để con cháu chơi, nhưng mà có anh em nhà bên đằng Thông Gia không? Bị mất không? 5 nhà. Bên nhà Thông Gia mất 5 nhà. Mất 5 nhà luôn. Ừ. 5 nhà anh em ruột nhà nó đấy, còn một nhà thì sống một nửa mất. Vâng. Bây giờ còn một đứa, còn một người con chưa tìm thấy. Vâng. Trong 9 người còn một người của họ. Vâng. Cũng họ Hoàng mà. À chết 9 người à? Bảo chết 7 người. Chết 7 người. Dạ. 7 người đúng không? Vâng. Giá màn. Có nhà chết 15 người, có nhà đó, chết 13 người, có nhà chết cả nhà. Ông bác ruột của con rể mình với là chú ruột ấy. Vâng. Là chết cả nhà. Vâng, chết cả nhà, không còn ai sống luôn. Xóa sổ luôn các bạn. Sợ thật. Thế cái này nhà mình cũng thế, nếu mà trời mưa thì mình cứ tránh đi thôi. An toàn ở trên hết. Đấy, không có đường xe thì anh bảo chú bảo xem, nếu mà mưa mà thì chẳng may nó mưa đột ngột như anh bây giờ đi, nó rất là khó đi lại. Đó, đi sang đây cũng sợ. Chạy thì mình được nhanh bao nhiêu. Thế à. Là cứ thấy thời tiết nó thay đổi là anh là chủ động, anh tầm giờ này là anh đi. Vâng. Rất tít ngoài ủy ban thì anh ở. Không đi ở nhà, em cô thì đi ở nhà văn hóa bản ấy. Vâng. Bây giờ anh phải như thế thôi, biết làm nào. Đấy, tối hôm kia đấy, có gọi là lại bỏ đi. Vâng. Ở đấy, đi vào nhà văn hóa ở. Chặt cả nhà văn hóa hết, ôi dồi. Cả làng đi ở đấy à? Không, khu này là khu nguy hiểm chuyển đi. Vâng. Mấy hộ? 6 hộ sao không đấy? Kinh khủng. Không biết cả bây giờ, mình không ở chỗ này, không biết đi đâu ở. Cái này thì chắc mấy nữa nhà nước sẽ có cái chính sách hỗ trợ gì di chuyển thôi. Nếu mà nhà nước có nguồn hỗ trợ thì mình vay mượn một ít thì khả năng mình đủ khả năng. Còn để mình, anh đã gom góp bao nhiêu năm mới làm được cái nhà như này, giờ mà để anh làm lại từ đầu những cái nhà này, dạ không bà. Đủ khả năng được. Dạ vâng. Bao nhiêu năm làm được cái nhà các bạn hiện tại thì thành ra như này. Chú bảo xem, anh gom từ 2009 đến tận 2014 anh mới dựng khung lên, đến tận 2018 anh mới lịa được, mà xem bao nhiêu năm nó mới làm được cái nhà. Từ 2009 ấy. 9 năm. Đấy. 9 năm để chuẩn bị và hoàn thành một ngôi nhà. Đấy. Các bạn, nhưng mà chỉ trong vòng 1 ngày thôi, mưa to, 2 ngày mưa to thì lại trở về con số 0. Có nhà không dám ở. Nhà không dám không. Ờ, được biết là anh Thương cũng là trưởng. Anh Thưởng, được biết là anh Thưởng cũng là trưởng bản ở bản đây các bạn. Trưởng bản đấy thì lo nhất là việc ở bản thì mình có bao nhiêu hộ bị đấy ạ?
mình là tổng là bị thiệt hại, bị nguy cơ sạt lở là có 40 hộ, nhưng mà bị nặng nhất là bản là bị sập nhà 11 hộ. 11 hộ bị sập nhà. Có 2 hộ, 4 hộ là mất trắng. 4 hộ mất trắng hoàn toàn đúng không? Chết một người. Chết một người. Đó, thì là mình cũng có cái lời hứa với anh Thưởng là như này, khi nào mà trời nó nắng và nó ổn định cái phần đất dưới kia ấy, thì mình sẽ khi mà anh đào đường ấy, làm đường ấy, thì mình sẽ hỗ trợ kinh phí cho anh để anh đào cái đường vào nhà các bạn nhé. Đào một lần rồi hết bao nhiêu rồi. Không, đào một lần cũng hết nhiều rồi. Hiện tại thì kinh phí cũng không còn nữa. Nên là mình khi nào mà anh đào thì em sẽ hỗ trợ. Vâng. Hỗ trợ một phần. Cũng rất là cảm ơn các chú. Cảm dạ ơn vâng. Các mình thường quân nữa ủng hộ anh. Dạ vâng. Rồi, em xin phép đây, bây giờ vâng. Hai anh em di chuyển đi về thôi. Cứ đi theo lối mòn của anh đi, lối mòn của anh. Dạ đi, vâng. Nó có vết chân. Đây đúng không? Em xin phép đây. Vâng, vâng. Ui dồi. Đường nguy hiểm quá các bạn. Em về đây. Tiếp chưa nào? Dạ vâng. Thì quay lấy cảnh thực tế nhá. Dạ vâng, em về đây. Đây đường này nguy hiểm quá. Cái này mưa nó lại xuống rồi. Chỗ này này. Hôm qua nó lại xuống tiếp à? Đấy, nó lại xuống tiếp mà, cứ mưa nó lại xuống mà. Rồi các bạn ạ, hôm nay thì một video mà mình ghi hình ở tại một cái bản ở bản Mai Thượng các bạn, và cái khu vực cái sạt lở rất là nhiều luôn, và có hai ngôi nhà, chính xác là hai ngôi nhà của anh trưởng bản và anh trai của anh ấy. Hai ngôi nhà này hiện tại là gần như là băng cô lập, rất là nguy hiểm, cứ mưa là mọi người không dám ở nữa rồi. Đó, thì không biết là sau này anh ấy sẽ tính như nào. Cái đấy thì phải để các cơ quan chính quyền người ta làm việc được các bạn. Video này mình cũng sẽ kết thúc tại đây các bạn nhé. Cảm ơn các bạn đã theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo trên kênh. Xin chào các bạn. Ui dồi, dã man thật. Cẩn thận nha, chỗ này có cái lỗ đấy.